Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, cái kết nào dành cho Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung? Kịch bản thì có rất nhiều nhưng đoạn cuối con đường thì chỉ có một. Nguyễn Đức Trung đương kim ủy viên trung ương khóa 12, diện cán bộ chính trị quản lý cho nên đình chỉ công tác hay khởi tố bắt giam chung con phải có ý kiến của Bộ Chính trị và Tổng chủ gật đầu Chúng còn là dân cảnh sát hình sự cực liều Từng tay không một thân một mình vào hang ổ tội phạm thuyết phục đầu thú Chúng có biệt tài bắn súng siêu hạng vừa chạy mô tô vừa bắn đạn xuyên kính xe hơi găm vào cổ của tội phạm giải cứu con tin nếu bị dồn đến đường cùng, tinh thần yên bái trỗi dậy, Nguyễn Đức Trung có thể sẽ làm cho một số lãnh đạo cấp cao năm sau là ngày rỗ, vì thế phương án thay ngựa được đề cập. Sắp đến, có thể có bổ nhiệm một tân phó giám đốc công an thành phố Hà Nội để kèm đệ tử ruột Trần Đại Quang là đương kim giám đốc đoàn Duy Khương. Nguyễn Đức Trung sẽ được mời về ban nội chính trung ương để quản thúc. Người dự tính thay thế trung con, vị trí đô trưởng Hà Nội là gương mặt đã có bài phát biểu ca ngợi kiểu bưng bô cho Tổng chủ dậy sóng dư luận. Phó ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên Diên từ bí thư Thái Bình được Trần Quốc Vượng kéo về thủ đô Hà Nội để gia tăng sức mạnh vây cánh cho Trần Quốc Vượng. Kịch bản có khi thay đổi vào phút chót nhưng người tính thì không bằng trời tính. Hy vọng Nguyễn Đức Trung, tức Trung Con, người vừa giành phiếu cao ứng viên Bộ Chính trị khóa 13 tại Hội nghị Trung ương 12 nên động não hơn là động thủ. Cờ đã sắp tàn. Chúc Nguyễn Đức Trung hết sức bình tĩnh và bình an. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nói đến Nguyễn Đức Trung, tức Trung Con cần điểm lại nhân vật Bùi Quang Huy, Huy sinh năm 1974 có hộ khẩu ở Hàng Chống, quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội. Huy là thợ sở điện thoại từ năm 1997, sau có cửa hàng sửa và buôn bán điện thoại. Chuỗi cửa hàng phát triển rồi nâng thành công ty, Huy trở thành tổng giám đốc công ty Nhật Cường. Bùi Công Huy cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, giấu doanh thu hàng nghìn tỷ Việt Nam đồng huy bị cơ quan điều tra khởi tố ba tội buôn lậu vi phạm quy định về quản lý gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền huy trốn truy nã khỏi việt nam và bị truy nã quốc tế khi ông chủ nhật cường mobile bị khởi tố và truy nã hàng loạt quan chức cựu quan chức của hà nội cũng bị bắt giam vì vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng Ngày 22 tháng 7 năm 2020, vụ án đã sang giai đoạn quyết định khi ba nhân vật bị khởi tố. Trong số ba bị can bị khởi tố bắt giam có Nguyễn Anh Ngọc là thư ký biên tập thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Nguyễn Hoàng Trung là lái xe xe riêng của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Cả hai đều xuất thân từ lực lượng công an Hà Nội, thuộc hạ của tướng Trung. Khi Nguyễn Đức Trung leo lên ghế chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông ta kéo các thuộc hạ nói trên qua theo diện biệt phái. Nhân vật thứ ba là Phạm Quang Dũng xuất thân là dân an ninh và du học từ châu Âu trở về. Dũng có bằng thạc sĩ về kinh tế, thành thạo tiếng Anh, Pháp, Hà Lan. Trước đó Dũng làm cho một số công ty về lĩnh vực công nghệ thông tin sau đầu quân cho Bộ Công an. Dũng ở C03 bộ phận chống rửa tiền. Phạm Quang Dũng bị buộc tội tuần hồ sơ mật vụ Nhật Cường mua bài cho Ngọc và Trung. Đến đây, có thể thấy đích đến cuối cùng hồ sơ mật của Chủ tịch Nguyễn Đức Trung. Vì vậy, việc có bắt được bùi con Huy hay Huy có bị thủ tiêu sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình điều tra kết thúc vụ án. Nguyễn Đức Trung lên được Giám đốc Công an Hà Nội là nhờ các là con nuôi của các ông Lê Hồng Anh, em kết nghĩa của Trần Đại Quang rồi thân cận với Nguyễn Tân Dũng, đi đêm với Phạm Quang Nghị để giành được ghế chủ tịch thành phố vào Trung ương tháng 1 năm 2016. Sau đại hội 12, khi vài nhân vật bị thất sủng dựa vào bộ tứ đỡ đầu gồm Trần Đại Quang, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình và Phạm Minh Chính Trung con lộng quyền bảo kê cho công ty vợ con và sân sau rút ruột cả ngàn tỷ ngân sách của thành phố. Ở bên cạnh triều đình cặp Nguyễn Đức Trung Hoàng Trung Hải và thuộc cấp quá manh động. Thông thầu chạy thầu bán dự án và mua quan bán chức đến rầm rộ. Tướng Nguyễn Duy Ngọc khi còn dưới quyền đã bị Trung Con dìm đến vã người. Khi về Bộ Công an phụ trách C03 quyết tâm cất võ Trung Con Càng nung nấu Nguyễn Duy Ngọc, sợ bị trả thù bằng nhiều cách, chúng còn ngăn chặn không để cho Ngọc được phong tướng và ngồi ghế Thứ trưởng Bộ Công an, nhưng bất thành. Từ khi bác cả mở chiến dịch thanh trừng qua vỏ bọc, bài trừ tham nhũng, hàng loạt người của phe bà X Nguyễn Tân Dũng bị ném vào lò. Nguyễn Đức Trung đã ý thức được nguy hiểm, nhưng muộn. Bộ Công an đánh vào sân sau của Nguyễn Đức Trung và bộ sâu, quyết tâm bóc gỡ mắt xích nhóm lợi ích. Thì là địa võng đã răng, chúng con có 72 phép thần thông biến hóa của tôn ngộ không cũng không thể thoát nổi. Sẽ không ai ra tay cứu chung bởi đó là bản chất của các đồng chí cộng sản. Kẻ nào xa cơ hoặc tránh xa hoặc đạp cho chúng chết luôn để khỏi liên lụy. Hoàng Trung Hải bị tước bỏ quyền lực, Nguyễn Văn Bình và Phạm Minh Chính đang đín thở tự bảo vệ mình Trần Quốc Tỏ, em trai của Trần Đại Quang, thì bị điều tra, thì bị điều về Bộ Công An để làm cạnh, chứ thực ra không để làm gì cả. Và ngày 22 tháng 5 năm 2020, ngày Bộ trưởng tô Lâm đã trao quyết định và chúc mừng Tân Thứ trưởng Bộ Công An Trần Quốc Tỏ, cũng là ngày các Thứ trưởng Lương Tam Quang được bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra lấy từ tay của Bùi Văn Nam. Còn Lê Quốc Hùng được bổ nhiệm chức danh thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam. Nguyễn Đức Trung xuất phát võ biển bằng đại học thương mại, chúng con mua để đẹp bộ cánh. Nào có biết điều hành kinh tế là gì? Ở Việt Nam có hai người công khai với báo chí muốn học tập Nguyễn Bá Thanh là Trần Lưu Quang, Phó Bí thư thường trực Thành Hồ và Nguyễn Đức Trung có lẽ trung học ở Bà Thanh ở độ liều lĩnh và bất chấp thủ đoạn mị dân bán tất cả những gì có thể và trợ tài sản quốc gia về nhà mình. Trong các cuộc họp của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, chúng con bắt trước nối nói chuyện trịnh thượng của Nguyễn Bá Thanh, xem cán bộ dưới quyền như con mắng họ xa xạ trước bá quan văn võ, thích là phán, muốn là làm, chung như muốn chứng tỏ mình là ngôi sao đang lên trên chính trường. Chúng còn có một quý tử nổi tiếng không thua gì bố, tên là Nguyễn Đức Hạnh, sinh năm 1995, mới ngoài đôi mươi nhưng độ ăn chơi sang chảnh không thua bất kỳ công tử con đại quan nào trên khắp đất nước. Cụ Hạnh có cả bộ sưu tập trần dài hot cơ đình đám như Quỳnh Anh Xin, Kiều Trinh Xíu, Chibu. Cú Hạnh từng du học ở Úc, là một trong các thành viên sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Arctic. Doanh nghiệp tư nhân này từng gây ồn ào hồi năm 2019 khi, khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành và nhiều doanh nghiệp cấp thoát nước mua hóa chất Rich Oxy 3C của Arctic mà không qua đấu thầu. Quay trở lại với vụ án Nhật Cường, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 dưới quyền của tướng Ngọc, phụ trách vụ Nhật Cường trốn thuế, buôn lậu và rửa tiền. Nhưng vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước dẫn đến các đệ tử ruột của Nguyễn Đức Trung bị bắt lại do cơ quan an ninh điều tra dưới trướng Lưu Tâm Quang phụ trách. Xong, kiếm hợp bích là như vậy, chúng con không chết mới là lạ. Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 12 năm 2015, Nguyễn Đức Trung chính thức thay Nguyễn Thế Thảo giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Thì 56 ngày sau, tức ngày 29 tháng 1 năm 2016, Bùi Quang Huy cho lập nên công ty giải pháp phần mềm Nhật Cường, Nhật Cường Software. Vào ngày 6 tháng 12 năm 2016, thì Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định 6699 trên quy đề UBNG với nội dung thuê dịch vụ cung cấp phần mềm khai thác cơ sở dữ liệu dân cư, triển khai dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng điều hành phục vụ công dân doanh nghiệp thuộc chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Thành phố Hà Nội năm 2016 với tổng giá trị 10,784 tỷ Việt Nam đồng. Điều đáng ngạc nhiên là gói thầu này không được đấu thầu công khai mà là chỉ định thầu. Tất nhiên, Nhật Cường Software ấm chọn gói thầu này khi mà công ty mới thành lập được 10 tháng 8 ngày. Không những thế, tính đến ngày 9 tháng 5, Nhật Cường Software chỉ mới thành lập chưa được 2 năm 4 tháng, vậy mà đã trúng thầu gói thầu khủng như cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm lưu trú trực tuyến, phần mềm hộ chiếu online, đặc biệt là giải pháp dịch vụ công trực tuyến liên thông ba cấp, đánh bại những ông lớn như Viettel và VNPT. Trong bài viết ưu ái Nhật cường trong đấu thầu được đăng trên báo Người lao động ngày 1 tháng 12 năm 2019 cho biết, chính Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mà người đứng đầu là Nguyễn Đức Trung lúc đó đã ban công văn số 2847 trên UBNG KGVX trong đó có chỉ định Nhật Cường Software thực hiện dự án. Vậy thì ai chọn nhà thầu thì đã rõ. Ấy vậy mà hai người gồm Nguyễn Tiến Học, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Phạm Thị Kim Tuyến, trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư bị bắt vì tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015. Với tội chứng rành rành như thế nhưng không tóm Nguyễn Đức Trung lại tóm những kẻ thừa hành Tính bắt hồ nhưng không thể bắt được nên tóm đại hai con mèo để thay thế. Nguyễn Phú Trọng công phá thành trì Nguyễn Đức Trung theo hướng này bị thất bại. Cơ quan thụ lý vụ án Nhật Cường Software là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03, Bộ Công an. Thế nhưng, không biết bằng cách nào đó mà ông Nguyễn Đức Trung móc nối với cán bộ của C03 là Phạm Quang Dũng để lấy cắp tài liệu điều tra C03 về giao cho Phó Phòng Thư Ký Biên tập Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Ngọc và Nguyễn Hồng Trung là lái xe của Nguyễn Đức Trung. Kết quả là ba người này bị bắt vì tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo Điều 337 Bộ Luật Tổ tục Hình sự năm 2015, còn Nguyễn Đức Trung thì vô can. Lại một lần nữa, ông Trọng bắt hộ không được tóm bà con mèo con thay thế Điều đó cho thấy chiến dịch công phá thành trì Nguyễn Đức Trung của ai đó đang bị vấp lực cản cực lớn. Kể ra Nguyễn Đức Trung cũng rất cứng chứ không phải tay mơ. Chuyện đưa những đứa con non mới sinh đớp mấy miếng bánh ngàn tỷ không chỉ Nguyễn Đức Trung làm mà rất nhiều quan chức khi nắm quyền trong tay đều làm thế. Giữa hơi ông cha quyền lực Nguyễn Thành Phượng đã lập lên AMAS với số vốn điều lệ 3,8 tỷ Việt Nam đồng nhưng định giá lô đất 246 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Sài Gòn và công ty nghe nhìn toàn cầu AVG trị giá nhiều ngàn tỷ Việt Nam đồng. Thế nhưng hàng loạt quan chức cấp bộ và cấp thành phố vào tù thì Nguyễn Thành Phượng không chảy móng tay. Đầu hàng trước thành trì của Nguyễn Tấn Dũng, Này ông ấy tấn công thành trì nhỏ hơn thành trì của Nguyễn Đức Trung. Nhưng cuối cùng cũng không tóm được kẻ đầu sọ. Từ đây đến đại hội 13 không còn lâu nữa, chỉ còn có 6 tháng trời. Xem ra Nguyễn Phú Trọng khó mà công được thành trì nhỏ bé Nguyễn Đức Trung này. Chống tham nhũng mà lấy quyền lực, đấu quyền lực thì bao giờ chống được, nếu quyết tâm lắm thì tóm được những kẻ yếu thế Còn những kẻ đủ mạnh thì bất lực để chúng nhận nhơ Ngoài Nguyễn Tân Dũng thì còn có Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, ông Trọng vẫn không làm gì được Qua thời của Nguyễn Vô Trọng thì chắc chắn chuyện tham dũng rồi đâu cũng vào đấy Tham dũng sinh ra, thể chế thì phải dẹp bỏ thể chế Còn quyền lực, trọi quyền lực, thế này thì chả ăn thua gì cơ chế ấy vẫn sinh ra tham nhũng đầy dẫy mà thôi, không thể khác được. Thưa quý vị và các bạn thân mến, mới đây Đảng Cộng sản Việt Nam đã phân công Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng làm bí thư thành ủy thành phố Hà Nội. Hoàng Trung Hải phải ra đi cay đắng khi chứng kiến các đồng chí đồng đảng tiêu diệt mình. Với sự kiện Huệ về Hà Nội đã chứng tỏ ngầm trong đảng rằng Trương Hòa Bình cũng chấm dứt sự nghiệp chính trị như Hoàng Trung Hải. Như vậy, cuộc đua vị trí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã có kết quả. Phe cánh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa đang ngồi trong Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương. Tuần nào cũng họp nhóm kín ở Hà Nội đã độc chiếm toàn bộ các vị trí quan trọng để dồn phiếu bầu cho cậu học trò đom đóm Vương Đình Huệ đang hoàng vị trí Thủ tướng Chính phủ. Lịch sử Việt Nam không ít giai thoại về tuổi thơ hay kỳ tích xảy ra khi vị vua mới ra đời như báo hiệu ý trời. Giai thoại cậu học trò đom đóm báo hiệu một Việt Nam có vua mới thông minh như Mạc Đỉnh Chi. Cách đây mấy năm giai thoại này là giai thoại thầy giáo cũ, nhiều người đều nghĩ rằng Trần Đại Quang rồi sẽ là đinh mộ lĩnh thứ hai của Ninh Bình. Đã đúng nhưng tiếc là Đại Quang cũng như Đinh Tiên Hoàng yếu mệnh chết sớm. Trương Hòa Bình dùng dù đã rất cố gắng để phục vụ Trương Tấn Sang để cạnh tranh vị trí thủ tướng nên thời gian qua đã sử dụng công cụ thanh tra chính phủ để thanh trừng các phe phái, bới lông tìm vết, kể cả gây sức ép thay đổi nội bộ kết luận thanh tra chính phủ nhưng quên rằng mình không cùng quê với Tư Sang dù cùng giọng miền Nam từ sang hậu thuẫn cho toàn bộ phe cánh Nghệ An Hà Tĩnh Thanh Hóa quê cho. Thất bại của Sáu Bình cũng chấm hết cho phe cánh miền Nam tại hội tại đại hội tới khi chỉ còn Võ Văn Thưởng ở lại bộ chính trị nhiệm kỳ tới, Ngân và Nhân sẽ cùng trở về làm người thực tế. Sắp tới quốc hội sẽ miễn nhiệm chức của phó thủ tướng và theo đúng thủ tục, quy trình, thống đốc Lê Minh Hưng hoặc Bình Duồi sẽ thay thế Huệ làm phó thủ tướng. Việc sắp nhập hai bộ, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đang được chuẩn bị cho đại hội tới. Đây là sản phẩm của Huệ và phe miền Trung đề xuất với Bộ Chính trị và Trung ương. Huệ muốn nắm giữ hai bộ quan trọng bậc nhất này một cách toàn diện về vì hiện nay Bộ Tài chính Dũng Đinh cũng bật mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư Dũng Bầu cũng khó nghe. Nếu Trọng lú tỉnh táo muốn kiểm soát được quyền lực Huệ và phe này thì Trọng sẽ đưa các thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư đang là ủy viên dự khuyết đã qua lớp nguồn đi địa phương để sau sáp nhập còn có người kiểm soát vì hầu hết thứ trưởng tài chính sẽ hết tuổi khóa tới nên người của trọng bên khoa học sau luân chuyển sẽ về nắm Cụ thể hiện đang chống các vị trí Chủ tịch Nghệ An, Bí thư Cần Thơ, Bí thư Quảng Trị, Đà Nẵng và Hưng Yên. Tất nhiên, và nhiều vị trí khác là của ông Phúc do Nguyễn Duy Hưng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, trợ lý Thủ tướng, tùy ý lựa chọn. Cuộc đua Thủ tướng Chính phủ đã ngã ngũ, nhưng vị trí Tổng Bí thư thì lẽ ra cuộc chiến khốc liệt nhất. Huệ chắc xuất Thủ tướng càng gây sức ép buộc Phúc chỉ còn cửa lên Tổng Bí Thư như mới được ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa, đồng nghĩa với việc Phúc và Vượng phải một mất một còn. Vượng chẳng có gì nổi bật, kinh bang thế tế không, chỉ sạch sẽ, theo nghĩa chưa bị lộ, con cái cũng ấm chỗ, an nhàn ở văn phòng chính phủ và ban tổ chức trung ương rồi. Thua Phúc về mọi mặt, quan hệ tiền tệ lại được cả dân khu 4 ủng hộ. Khác với vượng, dân khu 2 chơi với nhau nhưng không bè phái như Nghệ An, Hà Tĩnh, khu 4. Nhưng vượng có trọng hậu thuẫn. Trọng cũng ngấm ngầm con át chủ bài Bình Duôi, thay thế Huệ nếu như Huệ Phạm. Mối chốt quyết định nhân sự chính trị khóa tới chính là Nguyễn Đức Trung, tức Trung Con không phải vì trung con sẽ có suất bộ chính trị mà là trung con đang đóng vai tano trong phim bố già các ông chùm băng đảm đều cần một bộ não hiểu dành giọt về đối thủ nắm được tất cả các điểm yếu điểm mạnh của phe đối thủ và đặc biệt là trung con lại giỏi xoay sợ dám làm liều dám cho đàn em theo dõi cả lãnh đạo chính phủ bên đảng theo dõi ngọc phạm minh chính phan đình trạc bên hà nội theo dõi thành ủy ủy ban nhân dân có tiền là nhận làm, giá cả cực kỳ sống phẳng. Huệ và Hà Nội, nếu Trung con nhận tiền xử Huệ, Trung cũng quậy cho có phốt vì Trung con chẳng còn gì để mất. Vợ sắp bị bắt vì vụ Nhật Cường Mobile đã sẵn sàng làm thủ tục ly hôn với vợ để bảo toàn tài sản và lách quy định 204 của Trung ương về trách nhiệm người đứng đầu nên cũng không sợ. Nếu Phúc muốn hạ trọng, vụ 300 tỷ thất thoát Hà Nội khi trọng làm bí thư thành phố Hà Nội thì phải cần hỗ trợ của chúng con. Chúng con cũng làm nếu giá cả hợp lý, kèm việc thoát tội và được tiếp tục sự nghiệp chính trị. Giá khá chát nhưng phúc được Tổng Bí Thư cũng xứng. Trung cũng đang ở thế khó. Bí Thư Thành ủy còn phải mất ghế thì việc chúng con tệ hơn nhưng rất may chưa bị xử vì các phe phái phải nhìn nhau trước khi xử chúng con. Liên minh Phúc Nghẹo và Sáu Bình mới thành lập, có định mượn tay chung con để hạ vây cánh của trọng lú, nhưng miếng ăn không dễ đến tay. Phe của Vương Đình Huệ và Phạm Minh Chính cũng không buông với sự tiếp tay của Phan Diễn. Vợ chính cũng đã kết thúc và cực thân với vợ chung khi cả hai hùn vốn xây bệnh viện ung bướu ngàn tỷ ở Hà Nội. Vì vậy, mấu chốt cho vị trí Tổng Bí Thư cũng như cuộc chiến tranh ghế như thế nào sẽ còn việc có xử lý Trung Con hay không. Được biết, Trung Con cũng đã mạnh tay quan hệ với Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho phe chống Thứ trưởng Ngọc Trắng trong Bộ Công an để bỏ qua việc của mình. Thưa quý vị và các bạn, Kịch bản thì có rất nhiều nhưng đoạn cuối con đường thì chỉ có một. Nguyễn Đức Trung đương kim ủy viên Bộ Chính trị Trung ương khóa 12 diện cán bộ Bộ Chính trị Quản lý cho nên đình chỉ công tác hay khởi tố bắt giam Trung con phải có ý kiến của Bộ Chính trị đó là Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng đồng ý gật đầu. Trung con là dân cảnh sát hình sự cực liều, từng tay không một thân một mình vào hang ổ tội phạm thuyết phục đầu thú Trung có biệt tài bắn súng siêu hạng, vừa chạy mô tô, vừa bắn đạn xuyên kính xe hơi găm vào cổ tội phạm, giải cứu con tin. Nếu bị dồn đến đường cùng, tinh thần yên bái trỗi dậy Nguyễn Đức Trung có thể sẽ là một số lãnh đạo cao cấp, năm sau sẽ là ngày rỗ. Vì thế, phương án thay ngựa được đề cập. Sắp đến, có thể có bổ nhiệm một tân phó giám đốc công an thành phố Hà Nội để kèm đệ tủ ruột Trần Đại Quang là đương kim giám đốc đoàn Duy Khương. Nguyễn Đức Trung sẽ được mời về ban nội chính trung ương để quản thúc. Người dự tính thay thế Trung còn vị trí đô trưởng Hà Nội là gương mặt đã có bài phát biểu ca ngợi kiểu bưng vô cho Tổng chủ dậy sóng dư luận. Phó ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên Diên từ bí thư Thái Bình được Trần Quốc Vượng kéo về thủ đô để gia tăng sức mạnh. Kịch bản có khi thay đổi vào phút chót nhưng người tính thì không bằng trời tính, hy vọng rằng Nguyễn Đức Trung, tức trung con, người vừa giành phiếu cao ứng viên Bộ Chính trị khóa 13 tại hội nghị Trung ương 12 nên động não hơn là động thủ. Cờ đã sắp tàn, chúc Nguyễn Đức Trung hết sức bình tĩnh và bình an. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.